Sư xem giùm con đoạn này cách giải thích A Tỳ Đạt Ma của sư Pháp Tông, một vị sư có uy tín Theravada về vi diệu pháp. Con thấy ngài nói rất có lý về nguồn gốc và sự thật A Tỳ Đạt Ma có phải do thực Phật thuyết hay không, xin sư giải thích giùm. Từ phút 2.55. Dạ, tí xíu rồi. Phát triển rộng rãi ra rất nhiều điểm vô lý ở trong cái câu chuyện này, thầy không tiện nói ra, chẳng hạn vấn đề thời gian. Đứng đi sâu vào chỉ nói một điểm thôi, ví dụ một thời gian 3 tháng trong cái an cư đó là 90 ngày. Mà ví dụ pháp người ta nói có 7 bộ, nhưng mà thực tế thì đúng ra là 6 nếu mà sắp xếp á, vì cái bộ mà cả tha bất thú đó là các quan điểm khác nhau của các tông phái thời bấy giờ, sau khi mà kết tập tam tạng xong á, vào thời vô A Dục là người ta mới các vị kết tập mới mới xây dựng cái nội dung của cái tập này, thì nó không phải gì liên hệ với diệu pháp hết. Thứ hai là 3 tháng trên cái cõi trời đau lợi, nếu theo chú giải người ta phân tích chia sẻ, 50 năm ở cõi người mới bằng một ngày một đêm trên cõi tứ đại thiên vương, 100 năm ở cõi người mới bằng một ngày một đêm trên cõi đau lợi. Vậy thì 3 tháng một mùa hạ, 3 tháng ở cõi người được bao nhiêu phút, bao nhiêu ngày ở trên cõi đau lợi, có được ngày không? Làm sao có thể thuyết ra với chừng ở dung lượng các thứ mà trong thời gian chỉ mấy ngày đó? Đó là vô lý về cái mặt ta gọi là về gì đấy, về thời gian. Thì chỉ nói vấn đề thôi là sự hình thành của ví dụ pháp là có lý của nó, để để tạo chỗ đứng và phát triển cho Phật giáo về sau này, khi mà lời dạy nguyên thủy của Đức Phật không được hiểu một cách mà đúng đắn, người ta bắt đầu đi tìm những cái lý lẽ tồn tại trong đó vấn đề, chẳng hạn như là chủ trương về giới luật phải bảo vệ nghiêm ngặt là một, cho nên chẳng hạn như 10 điều phi pháp của nhóm nhóm tỳ khưu ở Vatchi đó, nội dung trong lần kết tập thứ hai đã nói lên cái vấn đề này, phải bảo vệ nghiêm ngặt tất cả các điều Đức Phật dạy, các quy định về giới và luật. Thứ hai là sự xuất hiện của ví dụ pháp trong Theravada, và cùng với nó là sự xuất hiện của các cái luận thứ khác trong các bộ phái khác, như là A Tỳ Đạt Ma luận, A Tỳ Đại Tỳ Bà Sa, rồi sau này Bất Pháp Minh Môn luận, rồi phát triển cả cái duy thức và duy thức tam thập tụng. Thầy chỉ kể ra một số thôi, nhưng mà đó là sự hình thành và phát triển để tồn tại của Phật giáo. Mỗi bộ phái có cách phát triển riêng, có thể dựa trên một vài cái lời dạy của Đức Phật người ta phát triển ra, nhưng mà để mà được công nhận người ta luôn luôn nói là của Đức Phật thuyết dạy. Cũng như bất kỳ bài kinh nào trong kinh tạng chúng ta cũng sẽ gặp cái câu đầu tiên là như vậy thôi nghe, như một bảo chứng về lời dạy của Đức Phật mà ngài A Nan trùng tuyên lại. Thì theo nghiên cứu và hiểu biết của thầy thì ví dụ pháp hay về mặt luận lý rất là hay, các Phật tử nên học hỏi để biết và phân tích về mọi vấn đề liên hệ đến cái bốn cái đối tượng là tâm, các cái điều kiện hình thành nên tâm gọi là tâm sở, sắc pháp tức là các cái điều kiện, các cái duyên, các cái mà làm nên các cái hợp thể của cuộc sống này, trong đó thân tâm, và cái niết bàn tức là trạng thái của một người mà đạt đến giải thoát như thế nào. Nhưng mà nói về mặt lịch sử, nói rằng chính Đức Phật thuyết
thì dưới cái nhìn của thầy thì rõ ràng nó không phải. Thầy xin bày tóm tắt như thế. Thưa quý vị, trong Kinh Tạng, Đức Phật có nói như thế này. Cái nguyên nhân mà tăng đoàn nó bị chia rẽ đó, là bởi vì có cái sự tranh cãi là đây là lời Phật thuyết hay không phải lời Phật thuyết. Có nghĩa là Đức Thế Tôn có nói hay không có nói cái này. Cái thứ hai đó là về các cái quy định về giới luật, có nghĩa là Đức Thế Tôn có ban hành cái quy định này hay không ban hành quy định này, và cái việc này là phạm giới hay không phạm giới, rồi cái tội này là tội nặng hay tội nhẹ, tội này là tội có thể sám hối hay không thể sám hối. Thì những cái nguyên nhân đó nó dẫn đến tăng đoàn bị chia rẽ, không nói gì đến vị diệu pháp, mà ngay cả như sau này cái việc là một số vị tỳ kheo phi pháp tái lập và tỳ kheo ni thì bản thân nó cũng sẽ gây ra cái sự chia rẽ trong tăng đoàn. Nhưng mà thôi, tôi chỉ nói riêng về vi diệu pháp. Thưa quý vị, sư rất là ngại khi mà phải bình luận, phải trả lời, phải phân tích về một cái phát biểu của một vị tiền bối. Bởi vì đó, nhiều người họ sẽ nói là ông sư Hạnh Tuệ, ông là ai mà ông có quyền ông phát ngôn. Đấy. Và nó sẽ dẫn đến sự tranh cãi, nó dẫn đến sự tranh luận, nó dẫn đến sự chia rẽ. Đó là điều chắc chắn. Trong khi đó, cái việc này đó, theo như lời dạy của Đức Phật, thì hai vị tỳ kheo phải đối mặt với nhau, đối chất với nhau là tôi nghe Đại Đức nói như thế này có đúng hay không? Và đây là quan điểm của tôi. Thì bằng cái sự đối chất đó, mặt đối mặt, mới giải quyết vấn đề. Còn khi mà chúng ta đem cái chuyện này ra, chúng ta bàn với cư sĩ, có nghĩa là bàn với quý vị đó, thì nó lại mang một tính chất khác. Và Đức Phật khuyên là không nên làm như vậy. Bởi vì nó sẽ gây ra sự tranh cãi, có nghĩa là ông là tại sao ông nói như thế này, nó đủ thứ hết trơn. Tư xin trích dẫn cái lời của Sư Giác Nguyên, thì cũng tính là trưởng lão, cũng tính là thuộc hàng trưởng lão ở trong hệ phái. Sư Giác Nguyên nói như thế này, tại sao sư đem sư lôi sư Giác Nguyên ra? Bởi vì cái lời nói này của sư Giác Nguyên là có ghi âm, có quay video lại, có ghi âm, cho nên quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy cái đoạn nguyên văn này, cái đoạn ghi âm này ở trên mạng, và nó thuộc về công khai, cho nên là sư trích dẫn thì sư không có ngại. Đó là sư Ngài Giác Nguyên nói đó. Quý vị nên, mặc dù là có một vài cái nguồn thông tin là bài xích cái tạng vi diệu pháp, nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo suy nghĩ rằng ai là người dám đem cái tạng vi diệu pháp này vào trong Tam Tạng kinh điển, trong khi đó Phật giáo Theravada, có là Phật giáo Nguyên Thủy đó, nổi tiếng là một hệ phái gọi là bảo thủ, có nghĩa là một cái giới mà con không chịu bỏ, nổi tiếng về bảo thủ, không có thêm vào cái gì và không có bớt cái gì. Bản thân cá nhân của một ông sư thì có thể ông bày hay, ông nói pháp có thể ông nói đúng hoặc nói sai. Nhưng mà đối với một cái chuyện lớn đó, trong các lần kết tập kinh tạng đó, thì Phật giáo Theravada
Phật giáo Nguyên Thủy đó nổi tiếng là bảo thủ, thì ai dám mà tự ý thêm vào. Cho nên cái chuyện tự ý thêm vào không thể nào xảy ra. Cái thứ điều nữa đó là trong các cái lần mà kết tập kinh tạng đó, không chỉ riêng chư tăng ở một xứ mà chư tăng ở khắp thế giới hội tụ về, thì có nghĩa là cái chuyện kết tập là một cái chuyện công khai của chư tăng và là một cái chuyện hệ trọng của chư tăng. Dựa vào đâu để mà có thể phát minh ra một cái bộ tạng mà trước đó chưa hề tồn tại? Chuyện đó không thể xảy ra đối với Phật giáo Nguyên Thủy đấy. Và lỡ như mà một nhóm tỳ kheo này đó tự ý bê vào thì những vị tỳ kheo khác ở đâu, chắc chắn là các vị đó sẽ không đồng ý. Thành ra không có chuyện là tạng vi diệu pháp là tự ý các vị sau này thêm vào, mà ban đầu đó là nó thuộc về nằm ở trong tạng kinh, nhưng mà do đến cái kỳ kết tập kinh tạng sau đó các ngài mới tách riêng ra để cho nó phân biệt hẳn hồi ra. Rồi đó là ngài Giác Nguyên ngài nói như thế. Cái thứ hai đó, cái này là ý kiến riêng cá nhân của sư về cái sự chênh lệch thời gian của tính toán thời gian của cõi người và cõi trời. Xin thưa, cái sự trải nghiệm về thời gian là như nhau. Sự trải nghiệm về thời gian là như nhau. Nó giống như đó, loài chó đó. Loài chó thì người ta nói là loài chó mà 10 năm thì nó tương đương với mấy chục tuổi. Hình như là như vậy, tại vì sư không để ý. Thì cái mấy chục tuổi của loài chó đó, nó vẫn trải qua bấy nhiêu đó năm của loài người. Người ta tính là cái gì? Tính cái tuổi trưởng thành, cái tuổi về mặt sinh lý. Còn về cái khái niệm thời gian đó, thì cái thời gian trải qua của một con chó và của một con người là như nhau, nó không khác nhau. Con người, loài người trải qua 10 năm thì con chó vẫn trải qua 10 năm. Nhưng mà 10 năm của loài người đó thì tương đương với mấy chục năm của loài chó. Quý vị nắm vấn đề không? Cái sự trải nghiệm về thời gian của hai cái chủng loài đó là như nhau, mặc dù nói về tuổi đó thì có thể khác nhau. Hoặc như một số cái con phù du đó, nó sống chỉ có 24 tiếng đồng hồ, mà khi nó sống 24 tiếng đồng hồ như vậy đó thì nó có thể phân ra mỗi một giờ đồng hồ là một tuổi, thì suốt 24 tiếng là nó sẽ thọ 24 tuổi. Nhưng mà cái khoảng thời gian trải qua giữa loài người và cái con phù du đó, đó cái kinh nghiệm thời gian đó, nó là như nhau, nó không thay đổi. Chẳng qua là do cái tuổi thọ con phù du nó quá ngắn đi, cho nên là nó sẽ chia cái khoảng thời gian đó, nó sẽ khác biệt. Cũng vậy đó, chư thiên dục giới do tuổi thọ của họ quá dài đi, mà quý vị thử nghĩ coi, nếu mà họ tính theo cái kiểu loài người đó, mỗi một vị là thọ mấy chục triệu năm, cái kiểu tính mấy chục triệu năm nó mệt ốc lắm quý vị biết không. Có khi nó không thèm nhớ, người ta không thèm nhớ. Trong khi đó nếu như họ chia cái tuổi thọ của họ ra làm 500 năm hoặc 1000 năm thì nó nhỏ hơn, nó dễ tính hơn nhiều. Chẳng qua là cái cách chia thời gian thôi. Còn cái sự trải nghiệm thời gian của 3 tháng loài người và ở trên đó cái khoảng thời gian đó là như nhau. Có thể với loài người chúng ta gọi cái khoảng thời gian đó là 3 tháng. Chư thiên dục giới có thể gọi cái khoảng thời gian đó là bao nhiêu giây. Nhưng mà cái sự trải nghiệm thời gian là như nhau, là không thay đổi. Phải hiểu như vậy. Còn một vấn đề nữa là khi Đức Phật thuyết tạng vi diệu pháp trên cõi trời đó, Đức Phật nói nhanh gấp 3 lần bình thường. Có nghĩa là cái tốc độ của ngài đó, ngài nói nhanh gấp 3 lần người bình thường. Quý vị có thể hỏi là tại sao Đức Phật nói nhanh như vậy? Thì chúng ta phải hỏi ngược lại là tại sao khi ngài thuyết pháp cho loài người, ngài nói chậm như vậy?
nó dễ hiểu lắm. Tại vì cái trí của hai bên nó khác nhau, cái sự hiểu biết, cái khả năng tiếp thu của hai bên khác nhau, thành ra cái tốc độ nói khác nhau. Nó giống như đó, khi mà quý vị giải thích một cái vấn đề, ví dụ như giải thích một bài toán đi, hoặc là một cái vấn đề khoa học thường thức, như là cái đời sống của một cái con ếch chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta nói chuyện với một cái đứa bé mà khoảng 2 tuổi tới 3 tuổi, nó thắc mắc cái gì nó cũng thắc mắc hết trơn á. Nhưng mà khi chúng ta giải thích với nó, chúng ta phải giải thích một cách rất là từ tốn và rất là kiên nhẫn. Nè con, đó ha, con cái này nó con ếch đó ha, nó lớn lên nè, không con thấy nó lớn lên nè, đó rồi nó đẻ trứng nè, đó rồi cái trứng đó đó, đó nó bắt đầu nó nở ra, con thấy là má mấy cái con đó nó bò đó, là con nòng nọc đó, đó ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta giải thích cho một cái đứa bé, chúng ta buộc lòng chúng ta phải nói chậm và chúng ta phải nói lặp đi lặp lại bằng nhiều cách khác nhau để cho cái đứa bé đó, với cái trí óc của một đứa bé, nó có khả năng tiếp thu cái kiến thức của người lớn. Nhưng mà khi mà người lớn chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta không cần phải nói chậm như vậy và chúng ta không cần phải lặp lại như vậy. Thành ra đó, khi Đức Phật nói cho loài người, Ngài nói rất là chậm. Bởi vì cái khả năng hiểu biết của loài người đó phải nói với tốc độ như vậy nó mới phù hợp. Còn khi mà Ngài nói với chư thiên cõi dục đó, thì chư thiên Ngài nói nhanh hơn nhiều, Ngài không cần phải nói chậm như thế. Đấy, quý vị thử đem cái bộ mà Vi Diệu Pháp đó, quý vị đem ra quý vị tụng á, đọc á, quý vị đọc rồi quý vị bấm thời gian coi là quý vị mà tụng xong cái bộ Vi Diệu Pháp đó quý vị mất bao nhiêu lâu thời gian. Quý vị nhân lên tốc độ, nhân lên gấp 3 thì thời gian chia ra làm 3, chỉ còn 1/3 thôi. Chúng ta thu lại cái thời gian nó còn 1/3, rồi quý vị xem coi 1/3 khoảng thời gian đó có được 3 tháng hay không là tự quý vị biết ha. Và sư dẫn lời của một vị trưởng lão mà sư do cái lần nói chuyện đó là một cái lần nói trò chuyện thân tình, trò chuyện thân tình cũng lôi cái vụ Vi Diệu Pháp này ra. Nhưng mà đương nhiên là nói chuyện với nhau thì không có thu âm lại, và vị trưởng lão này cũng không có ghi âm ghi hình, cho nên là không cái mắc mớ gì mà sư phải đem tên của vị trưởng lão này ra làm chi. Và xin thưa là sư đang trình bày với một thái độ rất là khách quan, sư không thiên vị vì tham, không thiên vị vì sân, không thiên vị vì si, không thiên vị vì sợ hãi. Cho nên mong các vị trưởng lão khi mà nghe lại cái đoạn này, các vị hiểu dùm là sư Hạnh Tuệ đang nói với một thái độ rất là khách quan. Thì một vị trưởng lão đó, khi mà nói đến cái vấn đề này, vị này nói đó, anh là tu sĩ nguyên thủy, nếu như mà anh từ chối cái tạng Vi Diệu Pháp, có nghĩa là anh từ chối Pháp. Và khi anh từ chối như vậy thì anh tốt nhất là anh nên lột y, anh không nên đắp y nữa. Bởi vì trong tu sĩ, trong cái giới luật, mà khi anh từ chối Pháp như vậy là anh đứt tam quy. Thì vị này nói với, mặc dù lời nói của vị này thì nó rất là bình thường, nhưng mà cái quan điểm của vị này thì nó rất là nghiêm khắc. Trong cái vấn đề là một ai đó bài xích một bài kinh, hay là nguyên cả một tạng, cả một tạng đấy, thành ra chúng ta nên cẩn thận ha, nên cẩn thận. Và như sư nói ngay từ đầu khi sư trả lời câu hỏi này, cái sự tranh luận về việc Đức Phật có nói hay Đức Phật không có nói, bản thân điều đó nó sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong tăng đoàn. Rồi xong, tôi trả lời xong câu hỏi này.